chạy chậm chậm thôi. Dạ. Chạy chậm cho mẹ mau lên. Trời đất em, cái gì vậy chậm? Đàn ông con trai là lúc nào cũng phải có một sự thử thách mới. Ủa? Ai gửi thư cho ba nè? Ai vậy? Chạy từ từ thôi nha con. Sao giống như lá thơ xui xẻo vậy trời? Hả? Gửi cho em hả? Không, gửi cho anh. Hú hồn, đem coi coi. Trong vòng 24 giờ nhận được lá thư này, bạn phải gửi cho 100 người. Nếu bạn không gửi, bạn sẽ gặp xui xẻo. Trời ơi, nghe ông đọc anh sợ quá. Anh sợ điếng người luôn rồi. Anh ơi, anh đừng có giỡn mặt, coi nè. Một huấn luyện viên bơi lội bỏ qua lá thư này và 3 ngày sau anh ta bị chết chìm. Trời ơi em. Hả? Không phải là anh huấn luyện viên bị chết chìm đâu, em đọc sai đó. Là một người đàn ông bị ung thư vú. Anh Phương nhạy cảm vậy mà cũng nói được á. Anh ơi, anh đừng có giỡn mặt. Sao mà dục cái lá thư vậy nè? Gì vậy? Anh biết đâu là cái ông huấn luyện viên đó ông chết chìm thiệt thì sao? Em yên tâm đi. Nếu như em chết chìm hả, anh là người sẽ dớt em lên nè. Ha. Rồi anh sẽ hút nước trong người em ra bằng cái máy hút 5 mã lực ha. Khi em lên trên đội, anh sẽ lấy máy hàn xì nóng 6.000 độ anh xì cho khô. Đừng có sợ, yên tâm đi. Anh Tư ơi, như vậy là chết queo rồi đó anh Tư. Em thông báo nha, cái lá thư xui xẻo này là gửi cho anh, không phải gửi cho bà. Anh mới là người gặp xui. Đúng rồi. Hôm nay anh là người gặp xui, mà không phải gặp lá thư xui xẻo, mà em mới là xui xẻo á. Anh lỗi sao mất chưa? Tôi đi ra, đi. Ê, anh Tư. Đi thay đồ. Sao bây giờ mới tới vậy? Trời, hôm nay xui quá. Xe bị cán đinh đó. Rồi giá xe xong xuôi chạy được khúc rồi xe hết xăng. Phải chắc bộ nửa tiếng đồng hồ mới tìm được cái xăng đó. Trời ơi, lắm. Thôi đi, tại vậy luôn hả? Gì? Mà anh yên tâm đi, tôi nghĩ anh cũng sớm gặp may thôi. Sao anh nói giống Mộng Lan vậy? À. Sáng rồi đó, tự nhiên có thằng ngốc nào gửi tôi cái lá thư xui xẻo quá. Anh Tư à, đâu nhất thiết phải thằng ngốc. Thằng khôn nó có gửi được mà. Thằng khôn mà thằng ngốc gì không cần biết. Dục rồi. Ấy, dục lá thư xui xẻo rồi. Trời ơi, anh không nên làm như thế. Anh làm như thế là anh sẽ gặp xui xẻo đó. Cái gì? Sao? Là sao? Anh có thể bị chết chìm á. Không lẽ là anh? Không, tôi đâu có nói tôi gửi lá thư đó đâu. Tại lá thư nó không cho nói. À, bởi vậy đúng ra là tôi phải nhận ra anh ngay từ đầu rồi. Tại vì anh chỉ biết mình tôi thôi. Trời đất ơi, đám mù lốt. Thì ý tôi nói là cũng nhờ tôi gửi lá thư đó cho anh nên tôi gặp may mắn á. Gặp may mắn? Ừ. Gặp gì? Hồi sáng nay đang đi bộ trên vỉa hè nhặt được 20.000. Rồi tôi còn trúng được một cái xẻng trong cái chương trình bốc thăm ở siêu thị á. Trúng cái xẻng? Ừ. Trúng cái xẻng đào mồ cho tôi phải không? Anh Tư ơi. Anh Tư, thay đồ. Anh Tư nhận được tin nhắn chưa? Cái gì? Tin nhắn của anh Phạm Văn Mách. Phạm Văn Mách? Ừ. Nói sao? Anh nói là anh đã đồng ý tham gia chương trình Giờ Công Cụ của mình rồi. Hả? Thấy chưa? Đâu cần lá thơ đâu, may mắn đó. Ủa, Phạm Văn Mách? Ờ. Anh ta tới đây làm gì? Tới đây để thi thể hình với anh. Liệu tôi có thắng được? Thắng chứ, anh đang gặp may mắn mà. Trời đất ơi anh Tư à, ý tôi chỉ muốn nói với anh là bây giờ anh truyền lá thư cho người khác đi thì bản thân anh sẽ được gặp may mắn. Ủa, tôi đâu cần truyền đâu mà cũng gặp may mắn mà. Phạm Văn Mách đồng ý tham gia cái chương trình của tôi đó nè. Anh được cái sẻng này là chưa chắc may mắn đâu nha. Được. Nhớ đó, chưa chắc may mắn đâu anh Nam ơi. Sao Lily? Tí Lily quên mất máy lạnh nhà Lily bị hư rồi. Nam cho Lily ở ké một hôm nha. Một tháng cũng được Lily à? Cảm ơn anh Nam. Không có gì phải cảm ơn đấy Lily. Anh Tư à? Hả? Anh thấy tôi may mắn hơn anh mời được Phạm Văn Mách chưa? Ốc, anh không thể tin được là em có thể thực hiện cú nhảy điên khùng như vậy luôn á. Về nhà em sẽ bị mẹ la cho coi. Bây giờ á, mình phải bịa ra một cái lý do nào đó mới được. Bịa lý do nào? Để anh coi. Năm Bù Lon hả? Ổng chưa có về. Cái gì?
Hả? Sao? Ủa? Bàn tay ổng hả? Rồi biết rồi. Rồi chị không có nói đâu nha. Rồi rồi, cảm ơn nha, cảm ơn. Dù gì mà vui dữ hả? Bà Ngọc, bà sắp có chuyện để làm rồi đó. Dù gì? Ông Tư nhà này với Năm Bù Lon nhuộm thuốc nhuộm ở trong chương trình. Ổng hậu đậu sao không biết mà ông nhúng hai tay ổng giờ xanh lè. Trời ơi, cái ông này. Ông về, ông về. Ủa, chưa về hả? Dạ chưa anh Tư. Em phải ở lại đây chờ anh Tư chứ. Hôm nay anh có sao không? Có sao là sao? Tốt gì đâu, có sao không? Có gặp cái gì xui không? Gì xui? Thôi. Anh ít. Cái gì? Anh không gặp gì xui hết hả? Vậy anh ôm em cái đi anh. Thôi đi, cứ gì cũng ôm. Thôi nha, thôi không nha. Không ôm thôi. Gì anh Tư? Gì? Em thấy kỳ quá à. Em cứ suốt ngày chọc anh hoài, ấy nấy ghê á. Biết vậy đừng chọc quá đó. Thôi, gì vậy? Thôi nha. Làm về nha. Quê. Bắt tay cái đi. Thôi mệt quá, khách sáo quá. Anh trời. Trời. 1-0. Năm Bù Lon đã nói chuyện cái tay của anh rồi anh ơi, khỏi giấu. Năm Bù Lon nói rồi hả? Sao bây giờ không nói? Vậy mới vui chứ. Như vậy làm gì có chuyện để chơi. Hai cái bà này, anh nói thiệt với em nha, nhưng mà cái vụ này không phải là xui gì Lá Thư xui xẻo nha. Mà là tại vì bị sơ ý mới bị vậy thôi đó nha. Sơ ý chứ không phải xui. Ngược lại nha, ngày hôm nay anh gặp rất là hên đó. Sắp tới chương trình của anh á, mời được một vị khách đặc biệt. Ai? Phạm Văn Mạch. Phạm Văn Mạch. Ai vậy? Có gì ghê. Em không biết hả? Ồ, huấn luyện viên bơi lội. Bơi lội? Đua xe. Không, múa cột. Múa cột. Bà này đúng rồi, vô duyên mới đẻ. Mới đẻ là vô duyên rồi đó. Không phải, Phạm Văn Mách là vận động viên thể hình. Trời ơi, vậy mà em tưởng là võ sĩ đấm bốc. Đấm bốc nó phải là môn thể thao. Trời. Vậy hả? Đánh bốc không phải là môn thể thao? Không. Dạ, vậy múa cột thể thao phải không? Nè, nói em nghe, đánh bốc là bộ môn khoa học ngọt ngào lắm đó. Thôi đi, khoa học cái cỡ nào mà đứng đánh nhau xịt máu. Trời ơi, thử xíu nào. Muốn đánh trúng mục tiêu di động không phải là dễ đâu. Em chỉ cho. Thôi à, thôi. Cái gì thôi? Hôm nay em không có muốn đánh anh. Đâu phải đánh anh đâu, đánh bốc. Bốc thôi. Thôi, cũng hứng. Đi. Đi. Em có hứng mà. Đi. Cái gì đâu mà đánh. Vô. Đánh bốc mà là muốn tôi. Rồi nào, vô nha. Cái gì? Vô nè. Vô gì? Gãi đầu mà làm gì vậy? Đánh bốc nha. Mình chuẩn lén nha. Bây giờ tớ sẽ làm trọng tài nhá. Cho hai người đánh lộn nhau nha. Rồi bắt đầu. 1 2 3. Bang. Làm né vô nè. Ê, trọng tài. Không có cho chơi với này nha, nguy hiểm nha. Cái này tôi không biết miễn sao đừng đánh chúng tôi thôi à. Rồi. Rồi nha. Vô nè, vô nè. Rồi vô nè. Chuẩn bị nha. Vô. Vô nè. Đi. Trời ơi, cái này là đánh thiệt luôn á trời. Anh có sao không vậy? Đâu, nhẹ em. Nó đỏ quá trời đỏ luôn á. Ai làm cho đỏ? Em quýnh vô mà anh nhìn chết luôn à. Không ấy, em nhuộm cho nó giống màu xanh để hợp với cái tay của anh nha. Lan nhuộm anh cái đi em. Anh Tư, anh có nhớ Lan nó đánh bằng cú thọc phải cú móc không? Bằng cú ăn may. Anh đâu có gặp may đâu. Nè, em đừng có đưa cái chuyện mà anh dục cái Lá Thư vô thùng rác nha. Thì em đã nói anh là đừng có dục. Mà em cũng đừng có nói anh là em lượm cái Lá Thư ra từ thùng rác à? Không, không, em dục luôn rồi. Nè, gì? Anh tiếc là thì em đã làm chuyện đó hả? Không. Vô thùng rác là bỏ đi, dẹp, đừng đưa tới. Thôi, thôi, hai ông bà ở đây nha, tôi đi về á. Rồi, cảm ơn em, trời may quá, gặp bây giờ mới gặp mai nè. Em về nha, nhà vô địch. Về hả? Thôi, cậu lo cho ổng đi. Chừng khi nào mà hai người mà có ý định tái chiến thì alo cho tớ. Ê, hả? Khoan, cũng phải chờ cho mắt ổng lành hẳn rồi mới trận tiếp chứ phải. Đấy, hai bà. Tôi đưa bà về. Cù tư. Lá Thư xui xẻo dữ vậy. Thank you.
nè. Ủa em hả? Đang làm gì vậy? Không có, đang hít thở không khí, mệt mỏi quá. Hít thở không khí mà đứng cạnh thùng rác hít thở, chứ không phải tìm lá thư xui xẻo hả? Hả? Em dục thùng rác rồi, xe rác tới lấy rác đi xa lắm rồi. Ủa sao nay xe rác lấy sớm vậy? Chào vợ chồng hàng xóm. Dạ chào chú Tám. Không biết ai quăng cái xe đạp mà qua sân nhà tôi, có phải bên cô cậu không? Thằng ốc, cái này là của thằng ốc. Ủa gì? Ốc ơi là ốc. Ốc đâu rồi? Ốc đâu? Dạ. Ốc đâu con? Ốc trên lầu mà. Em con ổn phải không? Dạ rất là ổn. Ốc. Ô cờ ốc. Ốc ơi ốc. Mẹ đỡ con xíu xuống liền. Dạ. Ui dạ, cái xe ui ui. Cái xe sao đây? Trời ơi, cái xe sao đây? Tài qua đẹp quá à. Đẹp gì? Tài qua. Dạ nhìn chiếc xe như bị sét đánh vậy ba. Mà chồng quê đó mày. Đâu rồi, chiếc xe sao đây? Ốc đâu? Ốc. Chuyện gì xảy ra cái xe này đây hả? Chuyện gì? Hả? Đừng có nói là nó bị sét đánh này nha. Đâu có đâu. Đâu đúng rồi, tụi con đang chơi ở trong công viên, có một con gió thổi quá cái chiếc xe này. Chiếc xe đúng luôn cái gốc cây cái hư xe luôn. Một cơn bão rất là mạnh. Có bão hả? Dạ. Có bão mà sao mẹ không biết ta ha? Con đi học bài. Đứng lại. Đứng lại trả lời mẹ đàng hoàng. Chuyện gì xảy ra cho cái xe này? Trả lời. Chuyện gì? Ủa ba. Gì? Ui, tại ba dính gì màu xanh vậy? Đừng đến đứng lại mày. Chuyện gì? Nói mau. Dạ tại anh Tèo hôi á, nó hết con á, ba lấy chạy chiếc xe nè, hãy dãy qua cái dốc rồi chạy thẳng luôn. Dốc nào? Dốc nào ở trong công viên? Dạ tụi con làm cái dốc cao 1,5 m rồi tụi con chạy từ đây phóng qua cái dốc đó rồi chạy thẳng lên, rồi chạy xa hơn rồi nó thắng. Một cái dốc 1,5 m. Mét rưỡi? Vậy là cô giống như ba tưởng tượng là phóng như bay đấy hả? À đúng rồi, con người phải như chim mà bay. Không biết là con nhảy qua 1,5 m vậy là con bị thương rồi làm sao? Ừ, dạ đâu có đâu. Con hạ cánh như chim bay vậy á. Ba. Gì? Xe nãy bị lỗi đó, ba đem đổi đi. Thôi đừng nhiều chuyện nữa, bây giờ con đi lên lầu đi để ba mẹ nói chuyện. Ba. Gì? Ba luôn nói với tụi con là đàn ông là phải vượt qua thử thách. Thôi đủ rồi, đi lên lầu mau lên. À. Con xin lỗi. Ba. Gì? Ba. Thử thách gì? Con vượt qua cái lục luôn rồi đó. Vượt qua cái lục luôn? Vượt nhiêu? 1,8 m. Trời ơi quá đã. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ờ à, lên đi lên. Đi lên. Nhiều chuyện không mà lên ngủ đi con, lên. Cái tụi nhỏ này sao bây giờ nó chơi cái gì mà nguy hiểm quá. Em ơi, bạn bè nó thử thách đó mà. Làm sao? Anh nói cho em nghe, bạn bè thử thách mà không làm á, bạn bè nó không tôn trọng nó đó. Ủa, chứ giờ thách nhảy từ trên vách núi xuống nó cũng phải nhảy hay sao? Không, tới lúc đó là em phải cần cái chiếc xe bự hơn nữa. Em không giỡn với anh nha. Để cho nó nghe, ba cái vụ thử thách đối với tụi nhỏ là chuyện nhỏ. Anh nói nghe, lúc anh 10 tuổi đó nha, kế bên nhà anh nó có cái hồ cảng queo à. Vậy mà tụi nó dám thách anh, hỏi anh dám ở trần của tụi nhảy xuống không á. Vậy mình dám nhảy á. Đó, tôi tới giờ phút này á, mỗi lần tụi nó gặp anh á, tụi nó gọi anh bạn nhiệm biết không? Đồ khùng. À, kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi á, có mời một vị khách rất đặc biệt. Đó là một vận động viên thể hình. Anh ta đã 8 lần vô địch châu Á và 4 lần vô địch thế giới. Yeah. Đó là tôi muốn nói tới anh Phạm Văn Mách. Wow, trời ơi xấu hổ quá. Anh Phạm Văn Mách, dạ. Chương trình của chúng tôi là chương trình chuyên về xây dựng sửa chữa. Dạ. Vậy thì hôm nay anh muốn xây dựng cái gì? Dạ. Tôi cần một miếng bít tết đó. Nhưng mà, nhưng mà chương trình ngày hôm nay nói về vấn đề rác cái bậc thang. Xin lỗi anh, tôi chưa ăn bậc thang bao giờ. Anh Mách vui quá. Thôi bây giờ vô thẳng vấn đề nha. Anh Mách, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi á, mình sẽ đối thoại về vấn đề thử thách. Vậy bây giờ xin phép hỏi anh Mách là anh đã trải qua bao nhiêu cuộc thử thách, mà có cuộc thử thách nào mà anh không trải qua được không? Tôi rất thích ăn pizza.
Có lần thì tôi đặt ra cái giới hạn cho mình là ăn hết 5 cái pizza cỡ lớn. Trời. Và khi tôi ăn cái thứ nhất, à, cái thứ hai, ừ, rất là ngon, ừ, cái thứ ba cũng vẫn còn ngon, à, và đến cái thứ tư, ừ, thì say sẩm và chóng mặt. Wow, vậy còn cái thứ năm? Đến cái thứ năm thì gục luôn. Có nghĩa là mình không qua được. Đúng rồi. À, ừ, vậy thì qua cái đó anh nhận xét như thế nào? À, qua ngày hôm đó thì mách rút ra được một điều là, ừ, một người phải biết được giới hạn của mình. Hay! Phạm Văn Mách làm vị khách đặc biệt của ngày hôm nay. Cho nên cây đinh đầu tiên đóng vào cái bậc thang này sẽ dành ưu tiên cho anh Phạm Văn Mách. Đây, dạ anh. Cảm ơn. Dạ, đây, xin mời anh. À, tôi nghĩ là anh cầm đinh đi, tôi đóng cho. Được không ạ? À, oh, quên, quên. Nam Bộ Loan, tôi xin dành cái sự ưu tiên này cho anh. Anh cầm cái đinh đi. Tôi không nghĩ vậy đâu anh Tư à. À, nghĩ ra rồi. Mình phải ưu tiên cho phụ nữ. Ở trong căn phòng này chỉ có một mình Lily thôi. Xin dành ưu tiên cho Lily. Em cũng không nghĩ vậy đâu anh Tư. Ai cũng không nghĩ vậy, và ai nghĩ vậy? À, tôi nghĩ ra rồi. Đúng rồi, quý vị. Mình phải đóng mồi chứ. Đóng mồi cho anh Mách đóng, đúng không? Tôi sẽ là người được đóng mồi. Phải vậy chứ. Mời anh. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Qua, qua. Chứ mà nói thiệt, mấy ngày nay con cũng hơi xui xẻo. Không biết là con có biết là tại vì con dục có lá thư xui xẻo như ta. À, à, bản thân tôi thì cũng không tin vào những lá thư xui xẻo lắm đó. Nhưng mà đương nhiên tôi có một người bạn đã từng dục bỏ một lá thư xui xẻo đó. Rồi sau đó anh ta hả biến mất một cách hết sức là bí ẩn. Ừ, anh ta là huấn luyện viên bơi lội đó nghe. Chú Tám đừng nói con là ông bị chết chìm nha. Không hề. Ủa, vậy thì bây giờ con phải làm sao với cái lá thư xui xẻo đó chú Tám? Cậu Tư à, à, có khi vấn đề cơ bản không phải là từ cái lá thư xui xẻo đó đâu. Có người cài đặt ý niệm xui xẻo vào đầu của cậu, à, rồi tiềm thức của cậu đang mong đợi sự xui xẻo. Vì vậy mà cậu bị xẻo xui. Ồ không, xui xẻo. Chú Tám, nếu một người không khôn ngoan như con thì sao chú Tám? Họ làm cách nào để mà rũ bỏ sự quyền rũa đó? À, cũng nhiều cách. Có cách đơn giản nhất người ta là có người ta mang theo tỏi. Tỏi? Tỏi sống á. Chia mà cũng... Vậy Du Tám có tỏi không? Cả thúng. Bởi vậy ta mới nói là mỗi người phải biết giới hạn của mình. Mày nhớ đó. Dạ, chắc là ba nói đúng. Để ba kể con nghe chuyện này nè. Hồi nhỏ, ba có người bạn. Mặt mày người ta cũng sáng sủa thì thông minh lắm ha. Rồi bạn bè thách thức anh, thách thức anh ta là dám nhảy xuống cái hồ cạn. Dám nhảy không? Nhảy trần truồng á. Ba, thằng nào khùng dữ vậy ba? Khùng? Cô là gan dạ. Gan dạ. Ừ. Nhưng mà con được cái là con có đội cái nón bảo hộ. Còn ba thì trần truồng. Cha con đang làm gì đây? Mẹ, mẹ biết thì đó, ba có chân chuồng mà nhảy xuống cái hồ nước cạn không? Lại cái chuyện đó nữa hả? Mẹ, ba nhảy xuống cái hồ nước cạn á, còn con nhảy qua cái dốc có 1,5 m à. Mẹ cũng la, ba nhảy xuống dưới, đâu có ai la đâu. La hết, la hết. Bây giờ anh dậy, đi lên lầu, tắm rửa, đi ngủ cho tôi, mau lên. Dạ. Con á là lộn xộn nhất á. Anh. Em. Em đã lập một cái danh sách. Ừ. Vậy em không nghĩ là tất cả những cái chuyện xui xẻo của anh từ cái lá thư xui xẻo mà ra. Thiệt không em? Ừ, anh nghĩ coi, tháng vừa rồi anh xui quá trời á. Anh bị điện giật 3 lần. À. Sau đó anh lấy súng bắn đinh, anh tự bắn vô chân anh. Đúng rồi đó. Rồi sau đó rồi anh tay anh dính nguyên một miếng dán. Đúng rồi. Thấy chưa? À. Có nghĩa là những cái xui xẻo đó không phải từ trong lá thư xui xẻo mà ra. Mà tại vì anh quá hậu đậu, anh làm gì anh hư đó.
Chị đúng em. Ừ, tức là cái hậu đầu của anh là đáng vui chưa? Không phải xui à? Đúng rồi đó, vui đó. Ừ. À, mừng đó. Đừng có tin vào người ta nữa. Anh có tin bao giờ đâu. Cũng lỗi tại em đó. Em cứ gieo vào đầu anh ba cái chuyện xui xẻo mà, cho nên anh bị ấn tượng á. Ủa, em đâu có làm gì đâu. Vậy em không làm. Bây giờ anh nói với em rồi đó. Anh với em thì khác. Thấy không? Anh thì anh không mê tín gì đâu anh. Em mà em tối ngày cái gì đâu riết à. Ủa cái mùi gì vậy ta? Gì em? Mùi gì? Ủa? Ủa? Củ tỏi. Ờ, củ tỏi. Củ chú Tám đưa cho anh. À? Nhờ anh làm nước chấm để ăn bánh bèo. Lui bui quá nhiều anh bỏ đây. Chứ không phải tỏi này để trị ma trị quỷ hả? À, đúng. Tỏi này cũng để trị ma trị quỷ đi. Thì không? Chú Tám nói là người nào mà xui cỡ nào á, cứ bỏ này trong người là gặp may mắn liền. Cái khác. Nhưng mà nhớ nha, không có chơi cú đấm may mắn nữa nha. À, ok. Ừ. Ừ. Nhưng mà lỡ anh em đánh vào mặt anh sao? Làm sao vô được, trợ thủ hay sao vô được? Chết. Gì con? Bầm đó. Gì em? Hả? Trời ơi. Ừ. Chơi như một kỳ nha. Không được nha. Có tính toán đàng hoàng chứ không phải ăn may nha. Quýnh bắp phải có thông minh trong đó chứ. Ừ. Anh đã. Sao vậy? Con đánh sao nó lỏng quá. Đâu? Bầm. Rồi chơi anh Giang. Hả? Anh Giang nha. Anh Giang cái gì? Vô đi. Ừ, bây giờ bắt đầu nha. Rồi nha. À chà. Nó kẹt cái gì đây khó quá. Xưa là Diễm. Hả? Vũ hả? Xưa là hả? Mà nhớ nha. Rồi sao? Lần này không chơi với mặt nha. Ờ, không chơi mặt. Ờ. Rồi vô nè, vô nè. Không chơi mặt là chơi bụng. Trời ơi. Chơi kiểu gì em? Gia đình Vui Nhộn phát sóng vào lúc 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Nhưng mà khổ nổi một cái á, vợ con á thích mặc đồ vest. Vậy hả? Dạ. Đồ vest. Sai luôn. Cái gì? Chú không thích phụ nữ mặc quần. Ơ, cái gì? Không phải, chú nói vậy nè. Đi nhảy đầm á, dạ, là phải bận đầm thì nó mới đẹp. Còn bận quần tây đâu có đẹp. Trời ơi, mặc quần lấy mặc đầm mấy mặc giếng gì đó thì cứ nói thẳng nó ra, không lộn xộn chết bạn tới giờ.